Đây. Ở trời ơi, nãy giờ. Kệ cái mất mất tiêu luôn kìa. Nãy mà chơi mất game là xong rồi. Yên tâm đi, sao đâu. Hello. Game này bị hay bị hay bị lỗi mất nè. Nhảy đâu ấy? Nhảy cổng trời hay là thung lũng? Tôi nhảy đâu đấy? Tôi không biết tại sao nhảy tôi thung lại nhảy lũng đi, được. thung lũng đi, thung lũng đi. Ok. Một team bay theo mình nhá. Ok. 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 4. Không có ai nha, lút đồ thoải mái. Nó xuống trước em luôn rồi đây. Level 50 nha, mặc đồ thường. Giả bộ level 50 mặc đồ thường đó, đậu xanh, được lắm. Mặc đồ thường này thì mặc đồ thường nè. Nó xuống nhà trước em luôn rồi. Yên tâm đi, lo gì. Tại vì tôi mạnh lắm. Bọn tôi cũng mạnh lắm. Ấy! Em có mỗi thêm màu 14 à. Thì ra mình đang ở chỗ an. Trời ơi, bán gì không chết. Chạy, chạy. Chạy đi đâu? Chạy đâu có sâu. Một viên thôi. Một viên thôi, nhẹ nhàng thôi. Một viên thôi. Một viên thôi. Ơi, nó tới kìa. Ok, tôi đến đây. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, thấy bồ tôi không? Thấy bồ tôi tới không? Đậu xanh. Sao nhà xanh, sao nhà xanh. Sao nhà xanh hả? Để AS bắn A-Dub. Phán này mình sẽ bắn A-Dub cực kỳ nguy hiểm cho các bạn xem nha. Nó qua, nó bên nhà xanh bên đây anh này. Ok, đang đến. Ni kìa. Mình chết em coi. Rồi chết rồi. Cái gì đấy? Ủa, biến bụi cỏ cứu được nè. Kinh thế. Cứu đúng bụi cỏ lút đồ với bơm máu thì được mà. Cứu được luôn, bơm máu lút đồ, cứu được luôn. Thế là dùng được tất cả mọi thao tác, chỉ trừ bắn thôi, trừ bắn ra thôi, với nằm, ngồi gì đấy thôi, chẳng phải là mới hết. Thôi anh em nghe cái tiếng súng nhắm phê không? Cực kỳ phê luôn. Chưa bao giờ mà mình cảm giác được mình cầm khẩu súng nhắm trên tay mà mình bắn. Kinh! Headshot! Này ơi, kinh! Này ơi, còn mình bắn này ơi. Double kill! Kinh! Multi kill! Kinh! Archer kill! Kinh! Unbelievable! Kinh luôn. Kinh rồi, trúng tiền cho hết đi kìa. Kinh hả? Kinh rồi chưa anh em? Kinh rồi mà, kinh chưa? How to mua assist đi mọi người. Đây có giáp hai nguyên nè. Thôi qua thông đi, mình mới lũng xong rồi giờ thông. Đáng ra thông xong mới lũng, đậu xanh. Mà bây giờ lũng xong thông. Ngược tí. Hơi ngược xíu. Bây giờ mình sẽ bắn súng nhắm nha các bạn. Kinh chưa? Cực kỳ là nguy hiểm. Kinh. Trời ơi. Phê vải đạn luôn. Anh em nào nghe cái tiếng súng nhắm là anh em hết hồn chim én liền. Đâu phải dạng vừa đâu, không phải dạng vừa đâu mà dạng dạng nha. Cho em mới chơi chắc chơi trong game How To là sao? À, mình nghe cái tiếng gì rột rột vậy ta? À, tiếng xe rột rột. Tiếng xe của Tắc Ni. Bao nhiêu viên súng nhắm thì sẽ bể xe? Một viên. Hai viên. Trời ơi! Trời ơi, đam kìa! Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy sự lợi hại của AWM màu vàng chưa? Qua quảng trường giống nãy đi. Qua kho doanh trại á. How to kho quên trời. Hú hồn chim én. Ồn quá à. Ở đây không có cái xe nào mà không ra cái xe mà bút chỗ nào khác ha.
Xe xanh 4 chỗ, Model Phát 4 chỗ. Model Phát xe xanh. Thêm một chiếc xe 4 chỗ nữa mà chạy nhanh ấy. Là hấp dẫn lắm. Vài chợ bữa 4 phát. Yên tâm đi bạn. 4 phát nhảy xuống bắn. Vài bữa nó ra trừ, yên tâm đi. Đừng lo lắng về con game mà nó đang phát triển đó nha. Trời, đầu phòng mình hát dở ghê thiệt chứ. Trời ơi, không có gì để mặc hết. Vô cực mùa 1 đây. Tí nữa mình mặc vô cực mùa 1 bộ nữ nha các bạn. Nhìn cho nó hấp dẫn. Cho nó. À, cho nó gì ta? À, cái gì mà... Không, cái gì mà... À, đưa đây, đây. Anh qua. Cái gì mà xù lông nách á? Nhớ không? Kêu. Nhớ không? Cái gì xù lông? What? Cái gì mà... Cái câu nói gì mà... À, ngứa lông kiêu mà xù lông nách. Đúng rồi, nhớ rồi. Đặng xuống tỉa đâu em? Cái gì mà ngứa lông kiêu? What the fuck? Biến à, ngứa, không phải, ngứa con kiêu và xù lông nách. Đời heo, cái con kiêu nó khác gì? Đố anh em. Bóng à, câu nói đó của ai? Câu nói huyền thoại. Câu nói đi vào huyền thoại rồi. Ở đây nè, ở đây nè. Câu nói đó của ai á? Của ai? Đố em biết đấy, để anh xem. Tôi không có hỏi với ông người. Nè, hỏi mấy người đang xem stream đi, Gil. Không có hỏi với ông người, chạy qua lầm ấy. Câu đấy của ai đấy mọi người? Câu đấy của ai đấy? Ngứa con kiêu và xù lông nách của BNV này. cái đồng mình về cuối cùng nè, không bị cuối cùng. BNV là ai? Phan Nam Vũ. À, đấy bị phở ông kia viết sai. À. Ừ. Thế coi được của Phan Nam Vũ hả? Ừ. Đó thành công rồi đó. Đi vào huyền thoại rồi đó. Ngứa con kiêu và xù lông nách. Đâu cơ? Một câu đi vào huyền thoại. Rồi, đối anh em nha. Đối anh em nha, câu đáng thương chưa của ai? Đúng một cái của ai? Đáng thương chưa là của ai ta? Những câu nói đi vào huyền thoại của Gil kìa, của AS thâu thú rồi anh em không biết rồi. Đầu xanh không ai biết rồi. Ai là tôi bị ngã, không ai biết rồi. Xì kẹo á? Xì kẹo đúng rồi nha các bạn. Đố anh em nha, vãi len anh em ạ. Câu của ai? Cố chịu. Hả? Câu này mà không biết hả? Ừ, của ai? Câu này mà không biết, vãi len anh em ạ. Thế của ai? Cô boy, em chỉ có câu vãi len anh em ạ. Boy có. Chỉ có câu vãi len thôi, vãi len. Kiểu đấy giọng điệu boy, vãi len anh em ạ. Với cả câu the hell. The hell. Cực câu của boy kỳ đấy. Nguy hiểm. Những youtuber câu của... Câu của S là gì? Không biết nữa, nhiều lắm. Kinh chưa? Cực kỳ kinh chưa, nguy kinh hiểm. Chưa. Nguy hiểm. Cậu Minh không biết. Trời ơi, kinh được không? Trời ơi, đâu, làm gì có. Câu đó của Tiki mà. Của Tiki. Rồi nha. Câu rồi, tiếp là chạy đủ. Đậu xanh đầu phộng. Đậu xanh nè. Có ai xem clip mình mà lên lớp nói đậu xanh không? Đậu xanh. Hừ thế à. Đậu xanh đầu phộng, đậu hũ, đậu ve, đậu Hà Lan, đậu đủ các kiểu trên đời. Đậu ve à. Đậu xanh. À. Đậu phộng. Ừ? Cái đậu người ta gọi là đậu cô ve đúng không? Không. Thảo sao? Ấy là cô cái người gì? Ta đọc biết gì mà cô. Biết cái gì mà nói Hà Lan. Biết cái gì mà cô hả? Nhưng mà lúc trước em đọc là đậu ca ve. Đậu ha, đậu ca ve. Đậu ca ve. Có cái trời đậu phộng. Cực kỳ nguy hiểm. Có ai lên lớp mà mỗi lần mà kiểm tra bài hoặc là phát bài á, cái xong rồi cầm cái bảng điểm lên là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là bị ghi hoặc là bị ghi vào sổ đầu bài á, là bắt đầu là cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là bị cô giáo kiểm tra bài mà đọc tên đầu tiên á, kêu là cực kỳ nguy hiểm. Không có ai không? À, có nhiều lắm. Sổ mặt ai hết từng thế à hay gì? Ai hết từng sổ không có. Có người nè đâu vậy? Ờ, thế hai thằng đâu đúng dưới bên thiền
Ok. Dưới bến thuyền luôn hả? Dưới bến thuyền luôn hả? Ngay chỗ em luôn, dưới nhà, sau cái nhà này. Ui dao, okay, dao. Xin lỗi. Đông mà, không ít đâu, đông nha. Hai thằng, em thấy hai thằng. Rồi có ai học tiếng Anh lên tới nè. Có ai học tiếng Anh mà khi mà đang học tiếng Anh mà thấy chữ AS cái kêu AS kìa không? Thao tú. Đâu vậy? Bên trai có. Ôi. Yêu. Ok, mọi người bắn ra nhá, bọn tôi cover bên phải cho, có bên phải cũng 2-3 người cơ. Ok. Từ bom keo này. Này, bên phải trở lên này bọn. Ok, Nhi đi bắn đi, qua có góc tôi bắn đây. Này. Gục một chết rồi. Đâu rồi, chết hết chưa? Ok, chết hai, còn một ông bên dưới nữa. Để thắng lên là thấy đây. Đâu? Đục bom keo, tôi đục được. Tôi đục được. Đục đi. Trời ơi. Chơi cả 5 năm sấy mới chắc. Keo này không biết. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile và Tatni và Tatgill và cu hổ to. Cu hổ to. Hổ cu to. À. Nằm xuống ấy giật mình ngay. Hổ cu to. Đâu tên tiếng Nhật đó. Cu to đấy, hiểu không? Cu to. Kiểu kiểu đấy. Cú to hả? How to cú to. Trên này cú to quá trời máu. Trên này quá trời máu anh này. 10 máu nè, lấy không? Nằm sấy là vì khẩu UMP nó không có tay cầm, giật lắm. Nằm đỡ giật. Anh em bị nhiễm rồi. Cái của Gil thì Gil đang cầm giá đỡ cho nên Gil nằm xuống bắn đỡ giật thôi. Đây. Làm gì có gì tay không mà. Tay không đó. Gil cho quả bom băng nha, dục sau lưng Gil. Ok. Ấy. Tôi cho đấy. Bạn tôi rớt hết rồi. Tôi có hai quả tôi rớt hết mất rồi. Ờ. Trời ơi đã thế. Đây. Tốt. Đây em cho hai quả này. Trời ơi ai karaoke kìa. Trời ơi. Rồi em bây giờ anh chỉ cho em nè, em qua em cầm thêm cái gậy bóng chày á. Quất nát vàng la cho anh. rồi sau đó em nói. Và sau đó em nói là khu vực này đã bị clear. Đúng rồi. Vàng loa nhà em anh ơi. Ủa vậy hả? Nhà Ni đấy. Vậy bây giờ nè, Em cầm cái chảo ra. Em coi nhà em có chảo đúng không? Em cầm cái chảo ra. Em đứng giữa ngay cái vàng loa em kêu tất cả đã bị bao vây. Rồi ba má chân đạp luôn. À, có. Ôi xe không? Kìa. Có xe kìa. Hay. Nhảy ra đi. Nó dưới kìa, ngáo. Ủa. Trời ơi, một viên a đúp mà nổ xe luôn hả? Kinh thế. Xe này chắc bị bắn rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính logic ra là xe đấy bị bắn từ phía sau, nghĩa là có một team đằng sau bắn xe này. Xe chạy được ra đến đây thì là tử nạn. Đi kia. Ai có giá đỡ không? 120. Ok. Ai có giá đỡ không? Vô. Không. Vô đó đó. Thấy hai em có này. Cho anh vô cái đi. Mà. Hổ. Xuống đây. Đi từ từ nó đẩy. Ok, để chung này. Đi từ từ. Ấy. Từ thôi. Ấy, đang di chuyển xuống này. Nó nên đi xe monitor, chịt monitor, gần đi xe monitor. Knock 1. Trời ơi. Tôi không có. Go bơi. Né đi. Cố này, ngọc rồi. Ok. Cứ phải từ từ chứ. Trên bom keo đấy. Còn kìa. Ok, từ từ cứu từng người một. Chạy kìa. Họ ra một xíu. Phải né xe. Yếu máu. Đục bóng keo luôn này. Trời ơi. Mời ông ấy núp hết sau cái xe hỏng rồi. Trời. Tôi ca được. Nhặt nhầm. Tôi ca được. Lên xíu anh, lên xíu nữa. Anh coi sau lưng người có không? Lên xíu đây, nữa. Để em cover, em công cho.
không, trời đầu không phòng còn công. Hai hướng à? Nó yếu lắm luôn rồi. Đúng một ca tết, đúng một ca tết, đúng một ca tết. Đầu xanh. Súng nhắm bắn tầm xa như quần què á. Trời ơi. Trong nhà, đậu xanh đó. Trong nhà đây có team nào đến đây này. Vãi. Trong nhà khó có cơ ơi. Đậu xanh. Vãi. Sao vẫn còn team nào sau mình nhỉ? What? Nào ôi hổ hổ lát rồi. Ai gọi? Cái đậu xanh á. Ơ tương đi bỏ đi đâu đấy? Tại sao chưa quay lại cứu tôi? Nick. Ni đang đấy, chạy ra ngoài. Đấy mời đâu, tôi quay lại tôi cứu Ni bằng được, còn Ni thì bỏ đi luôn đấy, thế đấy. Ồ tự nhiên ở trong nhà chị nó chơi chạy ra đây sống rồi. Từ tôi ke được. Không được nè. Ke không được nè, đậu xanh cái chân. Cái chân. Cái chân nè, đậu xanh lên. Lên đi cũng hổ. Lên đi hổ. Lên đi. Cứu này, đang cứu này. Cover được nè. Rồi ok, ok. Kè con này. Trời ơi, tin được không? Sao tôi spot đi. Nó không lộ. Ôi chung Ni này. Ui, khó đấy. Đậu xanh nó đâu? Đậu xanh bên đây nè. Trả thù cho tôi đi. Trả thù cho tôi. Chết đi. Lêu lêu ở giết tôi ở lêu lêu ở. Đậu xanh còn đâu nữa không? Đậu phòng. Tưởng AS lại, AS bắn súng nhắm hơi bị ghê đó. Cực kỳ nguy hiểm. Kinh chưa? Anh em nói gì đi nào? Đậu xanh. Thôi. Vài cái phong lưu. Ôi. Trời ơi. Hổ ơi. Ni ơi cứu anh để anh. Để anh làm một pha highlight coi. Đậu xanh. Rồi để đó. Anh sẽ làm một pha highlight. Từ từ. Im. Không được bắn. Bên trên. Đồng xuống, để anh, để anh. Rồi, tất cả. Tất cả hãy dừng bắn. Đúng rồi, chính xác. Đó, đập nó cao kìa. Ok, tất cả hãy dừng bắn. Siêu khát đi, cẩn thận bay vào tường. Ok, của anh á. Chết rồi. Úi giời. Sao đấy, xa quá à. Cầm khẩu gì đây, 249 á. Đi vào game vậy. Trời ơi. Ôi. Cái to này. Đậu xanh. Cày. Anh em thấy rồi. Em được 8 like nè. Em được 9 like luôn. Vãi. Như sao đấy nhỉ? Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.